Ok, lỗi anh em nhá. Nên mình sẽ chơi toy game. Hôm nay là mob hỗn độn, là nghĩa là có rất nhiều đội. Và bây giờ mình sẽ phải bật nhạc nẻ an Kino. Và mình sẽ chạy. Và mình cứ chạy đến khi nào thắng. Ui, mình còn 3 giây, ui mình vào phát, ui trời ơi, ngoan ý. Trượt phát mày hết mông. Nhạc hay. Ok, me and you all know. Ok. Come on, man. Ngủ điện đi. Xem ai là người cung điện. Mở như này biết lên cái gì. Đây. Bạn là người nông dân, nghĩa là mình phải truy sát người người đeo vương miện, đúng không nhá? Ấy, có thằng đeo vương miện nó kia kìa nè. Mày chạy đâu cho thoát. Sao mới nhảy thế này. Kìa. Ôi, phần thắng vương miệng. Thắng vương miệng, ôi trời ơi. Mày bấy rồi mới mất được. Trời, sao ngại đâu, suốt ngủ đâu. Cứ chơi toy game ở ngoài đâu. Mình sẽ bắt cái thằng này trước kia. Đợi nó đợi đến đây mà. Chắc chắn nó lên đây. Nó sẽ đây. Leviathan à? Có thằng tên Leviathan. Nghiện mà nó phút. Nghiện mà có thằng nghiện Leviathan. Đường ngay. Chắc chắn luôn. Ở đây còn mất. Đu. Nhây. Nó nhây. Đấy này nha. À đủ đau. Có thằng Leviathan. À đủ. Đây là Florentino được gọi. Ủi giời. Nguyên phí cho tất cả. Quả đấy mình cướp được vương miện rồi, nhưng mà đập phát chết luôn, cái thật đấy.
Ok, miễn phí cho tất cả nha. Oh shit, bạn là một mình. Tôi chết rồi. Đây là đánh nhau đúng không? Là đánh nhau á. Tôi vừa đánh một thằng. Á đủ có thằng chết rồi. Đứa vãi hò. Oh shit, man. Bacon. Ba con. Và đây là vị trí của bacon. Bacon đã làm rất tốt. Đu anh sang. Đu thằng này là người linh hồn. Phải. Hey yo, what's up bro? Roman. Đâu? Đau ngang. Su. À, đừng hai. Chập. Gai bị dòm. Quay tay hay chạy chạy chạy. Có chú sâu của mẹ ăn cứ đi mà. Mình sẽ đi theo một cảnh bất kỳ. Mất cả sáng. Nó không ăn xu. Và mình đang có 20 xu. Mình biết bắt cua. Đấy thấy chưa? Mình biết bắt cua siêu xa khổng lồ. Đấy chưa? Đấy, ạc bắt cua. Bắt cua. Sạc như Ronaldo là. Đấy chưa? Đấy, sạc như Ronaldo á. Đấy chưa? Mình để chưa? Mình là fan Ronaldo 40 năm rồi. Á đủ. Bacon. Ô bacon có một nửa máu. Bacon. Hello bacon. Mình đi qua rồi nè. Được chưa? Game này được phết. Thôi game này được phết, có thể né qua. Bà theo. Bạn biết cái game mà bị con ma bị đuổi xong rồi trượt như này. Trượt lúc khi chuẩn bị ấy. Đấy cái video đấy. Game này cũng làm được. A đủ. Cái mày được phết. Được lắm.
God damn. Ô, không có à? Không có wifi. Bảo sao? Có wifi đâu? Wifi đâu? Không có wifi. Yeah, wifi. Có sao lại liên kết nữa? Wifi mạnh vô rồi, đây rồi. Wifi mạnh quá. Mạnh đến đâu lắc luôn. Mà thôi, mình thấy video này dài, các bạn thấy ai đừng quên like, share, subscribe nhé. Tôi hết đây.